các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hai mẹ con chào các bạn nhé. Thì hôm nay thì Ngân Khánh sẽ trải đầu cho mẹ một cái vinh dự mà mình đẻ ra con mà. Con yêu là đúng rồi. Vậy các bạn nhìn Ngân Khánh trải đầu cho mẹ nha. Này. Ok, cho em lên sóng nha. Chu chu. Đây là bé Út nhà mình nè. Đây là. Ôi yêu lắm các bạn ạ. Tên là Đi. Đây. Đây là anh trai cả đây. Đó, nhà mình rất là đông. Nhà mình tận 6 người cơ. 4 em bé này. Anh lớn là năm nay 10 tuổi. Cô em này 7 tuổi. Anh Tất Thành 2012. Và anh chàng này là 2021. Đó. Cũng ngót nghét 35 tuổi rồi nhưng mà chắc là chị được hạnh phúc là được một ông chồng hiền lành và 4 đứa con nhỏ. Yêu nhắm các bạn ạ. Đi cho con bé. Nhìn em bé dễ. Thành Phát đang nhìn kìa. Đây. Ừ. Au, đau quá con ơi. Sinh nhiều con cũng là rất là vui. Nhưng mà để về thời kỳ này mà làm kinh tế thì cũng rất là vất vả. Đây, 4 đứa con thơ của mình đây. Và mình sẽ hôm nay mình sẽ bắt đầu đăng trên YouTube để nói về hành trình của các con. Thì mong các bạn ủng hộ mình nha. Các con chào các cô chú đi. Chào các chú. Chào cô chú. Đó. Chào cô chú. Thành Phát chào các cô chú nha. Rồi. Đấy,